Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Tại cuộc họp, báo chí đã đặt câu hỏi về trường hợp của ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị tuyên án 3 năm tù, có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay hay không? Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông Chu Ngọc Anh sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác và sẽ được xem xét. Nếu đủ điều kiện sẽ được đặc xá, nếu không đủ sẽ không được đặc xá. Ngoài ra, cần thông qua quá trình giả soát hồ sơ cải tạo của ông Chu Ngọc Anh cụ thể, khi đó mới biết được có đủ điều kiện hay không. Vậy điều kiện nào để cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh được đặc xá dịp mùng 2 tháng 9? Luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản án hình sự tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo quyết định của chủ tịch nước, những đối tượng là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, bị kết án tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, được chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá khi có đủ điều kiện. Có tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1 phần 2 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng. Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất 1 phần 3 thời gian. Người bị phạt tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, đã chấp hành ít nhất 13 năm, cũng được đề nghị đặc xá khi đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, người có công với cách mạng, người đang mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, người đủ 70 tuổi trở lên, người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình. Ông Chu Ngọc Anh đã chấp hành hình phạt tù được 2 phần 3 thời gian. Tuy nhiên đối với các điều kiện khác để xem xét đặc xá đối với ông Chu Ngọc Anh chưa được công bố và đang được các cơ quan có liên quan giả soát, xem xét và đánh giá như đã nộp lại số tiền vụ lợi hay chưa trong quá trình thi hành án phạt tù, được cơ sở giam giữ đánh giá xếp loại như thế nào, đã nộp án phí hay chưa, có thuộc các trường hợp không được đặc xá hay không. Do đó, việc ông Trung Ngọc Anh có được chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá hay không phải đợi các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo, đánh giá và lập tham mưu trình tới chủ tịch nước quyết định.